Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với hai nhóm vấn đề liên quan đến chín lĩnh vực. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, phiên chất vấn nhằm đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những vấn đề vướng mắt trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát, đồng thời cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra các vấn đề lĩnh vực ủy ban thường vụ quốc hội giám sát chuyên đề chất vấn đều là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm qua các báo cáo và kết quả thực tế cho thấy việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tạo sự chuyển biến tích cực thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của chính phủ thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ và các vị trưởng ngành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn chậm, có nội dung hiệu quả, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Trong sáng nay, các đại biểu tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến ba lĩnh vực: công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn hóa thể thao du lịch. Chiều nay, các đại biểu chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến sáu lĩnh vực: tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm soát.